Các bạn, như đã hứa, mình sẽ không có hư cấu vấn đề này. Mình sẽ làm rõ cái video luôn. Đây, anh này là anh Đôn. Chưa mình có quay cái video bấm thăm trúng thưởng cái giải chương trình, thì ảnh là cái người trúng giải đặc biệt là giải nhất. Thì mình cũng nói với ảnh luôn, chiều mình điện cho ảnh thì ảnh sợ kiểu như lừa gạt vậy các bạn. Cũng phải hỏi ABCD, tại vì ảnh ở dưới Cần Giuộc anh lên. Mà để mất công chạy lên gặp lừa đảo nữa, mang tiếng xem shop. Nhưng mà may mắn là ảnh mắng tới hai lần là không bị lừa. Thứ hai là bị trúng thưởng. Bị trúng thưởng nha, chứ không được trúng thưởng nha. Ồ, đứt chưa? Các bạn, đây là toàn bộ sản phẩm giá trị là 3 triệu rưỡi mình đã tặng cho ảnh trong cái chương trình rút thăm trúng thưởng. Thì giống như mình quay video, ảnh có mua một cái bộ mạch V2 với một con Tun R4. Thì cái bill ảnh lên tầm 3 triệu á, để ảnh trúng được cái này 3 triệu rưỡi, lời được 500 ngàn. Trong cái giải thưởng nó sẽ có giống như thế này, là con Vin một cái combo rửa xe. Ảnh có lựa chọn một mạch lắp cho con xe chia là một con mạch V2, rồi một con đèn Kenzo 40V3 65W, kèm theo là hai cái voucher. Một cái voucher là giảm 50% công lắp đặt, và một voucher là phi rửa xe miễn phí bằng dung dịch cao cấp nhất là dung dịch Sonat. Cái này nó cũng sẽ có thời hạn là tới 1 tháng, lần là hết tháng 2. Thì quanh quanh là tháng sau anh lên anh rửa bây giờ đó. Ok, giờ trước khi kết thúc em sẽ phỏng vấn anh nha. Ok, giờ anh chị em phỏng vấn nha. Anh chị em hỏi là chiều em gọi anh vậy á, là anh nghi ngờ như thế nào, tại sao mà anh tin tưởng mà anh chạy lên trên này anh giải thưởng? Thì nói chung là mình đã lên đây mình trực tiếp rồi thì mình cũng biết thông tin cá nhân thì đâu thể nào mà lọt ra ngoài được đâu. Cho nên là nếu trong trường hợp đó mà ví dụ như bạn nói là anh đăng nhập cái này cái kia, cái này cái kia, hoặc là cho em thông tin để em gửi, thì chắc chắn là mình không đáp ứng. Nhưng mình làm trực tiếp là ok. Chứ em nói gọi chung... chiều là em gọi bằng cái số hotline của shop luôn. Đúng rồi. Và okay. Cái số Zalo ra là nghe bò. Đúng rồi. Trước khi lắp đặt anh cũng có liên hệ đâu này kia. Có, mình cũng cũng có. Đúng rồi. Rồi cho em hỏi cái là giờ nhận cái này anh thấy vui không? Vui chứ, tự nhiên có mà. Tự nhiên may mắn đầu năm. Rồi. Chúc shop là làm ăn ok như vậy thì sau này càng ngày càng phát triển. Nói chung là mình thì cũng sẽ còn ủng hộ về sau nữa. Dạ, cảm ơn shop. Cảm ơn anh nhiều. Từ Cần Giuộc chạy lên, bạn nghe trúng thưởng là từ Cần Giuộc chạy lên luôn rồi. Ok, cảm ơn anh. Đây là khách hàng nhận giải nhất và cũng là người đầu tiên đi qua nhận giải luôn. Còn hai khách kia thì vài bữa nữa trong tuần khách mới qua. Thì hai khách đó mình sẽ quay tiếp theo ha. Ok, giờ mình sẽ đưa bọc. Bọc tránh về, về đi chứ, chúc thưởng rồi. Ok, sẽ bỏ sản phẩm vô. Lát quay về luôn nha, quay anh chạy xe ngoài luôn nha. Để mang công nói thuê diễn viên nữa. Này ta nói mình thuê diễn viên á. Thuê mình hơi khó nhưng dễ đâu. Thuê hơi khó đó bây giờ. Này bóc một xô là hơi cao á, cho anh cái bọc bự. Này cũng đang thuê mà, thuê trả tiền công 3 triệu rưỡi nè. Kênh vô thì khỏi bàn. Giải nhất thì không còn gì phải chê chứ. Đã hết bọc bự rồi, chịu khó bằng sao cầm. Rồi ok, chị em gửi ha. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Quay phải chọn video như vậy. Tháng 5 còn nhiều chương trình lắm. Trời ơi, cúp gọng nữa mà, cúp basic thì khỏi bàn. Đây đó, lên là bao nhiêu phút anh? 30 phút đó. 30 phút. 30 cây á, hai mấy cây á. Đó bạn, cái xe của ảnh luôn bạn. Cái xe của ảnh đang gắn cái con Tun R4 luôn. Ở trong xe thì nó có một con bi cầu, ở ngoài thì con R4 để đi đường xa. Quá ok, rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh, bye bye. Đó bạn, đây là thực tế nha, chương trình thực tế đến từ xem shop. Rồi, bây giờ còn hai khách hàng nữa. Rồi, hai khách hàng đó qua nhận giải thưởng mình sẽ quay tiếp. Ok. The next day. Các bạn thì đây là khách hàng thứ hai. Anh này là anh Toàn. Ngày 26 tháng 1 là có qua bên mình mua một cái túi bình xăng EV. Có hóa đơn ảnh nằm ở trong chương trình rút thăm trúng thưởng mà là hóa đơn trên 500 ngàn. Thì mình sẽ có một chương trình bỏ vào trong cái thùng xong mình bốc thăm. Thì ảnh là người may mắn thứ hai là trúng được cái giải nhì. Đây là toàn bộ sản phẩm của giải nhì. Thứ nhất nè, mình sẽ tặng cho ảnh một cái chai nhớt Motul 300V. Thứ hai là một cái khăn chùm Ninja Motorwork. Mẫu này là đợt mình có review nữa các bạn. Mẫu này rất là ok. Thứ ba là một con đèn L4X SST20. Đây là một trong con đèn huyền thoại hồi xưa luôn à. Nó là sử dụng chip chung với của Kenzo luôn á, SST20. Rồi cuối cùng là một cái voucher rửa xe miễn phí, cơ bản dung dịch Z1 của xem shop luôn. Đó thì khi nào anh rảnh thì anh cứ rửa. Đó anh cứ đem cái này qua. Đó thì giờ em sẽ gửi cho anh những cái món sản phẩm. Đây là trao trao thiệt. Là lát cho anh về thiệt, đúng rồi. Chứ không có dạng lừa gạt ship. Ví dụ nó có cái trường hợp ví dụ như là em nói anh trúng thưởng, thì giờ anh cho em thông tin em gửi cái đồ gì. Em gửi xong bắt đầu anh trả tiền ship gì đó thì đó nó là diện kiểu hơi lừa. Còn này là anh đến trực tiếp luôn. Qua em mới trao giải nhất xong. Em bốc thăm buổi trưa xong là tối khách từ Cần Giuộc khách chạy lên luôn. Khách nhận giải nhất luôn. Biết anh đâu không? Anh đâu? Cần Giuộc luôn. Ủa, Cần... Ê, sao hai khách Cần Giuộc luôn vậy? Khách kia ở Cần Giuộc luôn.
này là người thật, việc thật nha. Đó, này giao là cho lát quay video cho khách chạy xe ra ngoài đường chạy về luôn. Này là phải gõ gàng. Rồi. Rồi, em cảm ơn mọi người nha. Đầu năm là thấy may mắn rồi đó. Cũng sẵn chúc anh là năm mới gặp nhiều may mắn giống vậy. Nhiều sức khỏe, quan trọng là sức khỏe hơn. Có sức khỏe mới đi lãnh phần thưởng được. Ok, này em gửi nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Vậy bắt tay cái. Kể bạn, đây là người may mắn trúng được giải nhì thứ hai là anh Toàn. Ok, gì đó anh? À, bây giờ voucher rửa thì sẵn. Có voucher rửa mà anh. Được, anh được giờ rửa liền luôn được. Ok, khách sử dụng cái voucher rửa xe bây giờ luôn. Rồi, ghi phiếu rửa xe luôn. Rồi, ok, anh ra ghế anh ngồi chờ đi. Các bạn thì ảnh sử dụng cái voucher rửa xe. Đó, giờ anh rửa xe này luôn, chiếc Suzuki RD110. Bữa hai là mình thay nhớt cho ảnh luôn, thay nhớt mô tô luôn, chơi bốc siêu liền luôn. Còn con đèn thì vài bữa nữa anh qua anh lắp trên chiếc xe Winner của ảnh. Winner ảnh là đợt anh có lắp con tool rồi. Rồi ok các bạn. Giờ còn một khách nữa là khách giận nhảy ba. Khách nhảy ba thì trong tuần này mà không biết khi nào khách lên. Đó, ok, khách lên mình sẽ quay video tiếp cho các bạn. Ok các bạn, thì ở nay được mấy ngày mình công bố giải thì ngày hôm trước là quay hai anh kia rồi, bữa nay là anh này là ảnh người thứ ba. Ủa anh ở đâu ta? À, anh ở quận 8, còn hai anh kia là ở Cần Giuộc luôn. Hai anh chung quyện luôn các bạn. Anh Huy có lắp đặt bên mình một cái mạch V2 nè, với một con F1 kinh LED là như là lắp combo 1 triệu các bạn. 1 triệu mốt chứ. Thì giờ anh trúng được cái giải 3. Giải 3 thì nói chung thì nó không có quá giá trị quá cao, nhưng ít nhất là nó có sự may mắn trong đầu năm. Đó, này em gửi cho anh ha. Này nó đơn giản là cái combo bảo dưỡng xe tại nhà. Nó sẽ có một cái bình bọt tiết cho anh. Có chai này là chai xà bông rửa xe, còn cái này là dành anh để rửa sơn những cái chất bẩn cứng đầu ở phần máy, ở phần chỗ nào mà nó dạng như bùn rồi nó nhớt á. Đó thì mình sử dụng. Rồi trên này nó sẽ có công thức hết. Đó, công thức để anh pha theo tỷ lệ. Rồi bên này cũng vậy luôn. Bên này nó sẽ có công thức hướng dẫn hết. Thì cái này là cái chai xịt của cái chai này. Đó, để anh xịt vô. Cây chổi vệ sinh sơn, một cái bộ cọ 5 cây. Cọ 5 cây, một cái găng tay lông cừu để anh rửa trên cái dàn áo. Đó, nó sẽ không bị xước, cái thằng này lông cừu rất là mịn. Và cuối cùng là cái điểm lót yên. Này là điểm mềm. Anh có muốn đổi sang điểm cứng không? Ở nhà anh bữa anh có buộc cái điểm cứng rồi. Thì cái này anh để vậy, anh để cho người sau ngồi. Cái điểm mềm, điểm cứng. Các bạn thì đây là vị khách cuối cùng trúng trong cái giải chương trình của Xem Shop, thì năm sau còn nhiều lắm. Các bạn yên tâm, các bạn năm nay chưa trúng thì đợi trong năm có những cái giải, những cái chương trình khác. Rồi ok, này em gửi ha. Đây là hai combo. Rồi với cái điểm lót. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều nè. Năm mới chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều may mắn giống như năm nay nha. Rồi cảm ơn anh. Ok các bạn. Này lãnh thiệt á chứ em không có đòi gì, em tắt máy em đòi lại đâu. Ok. Dạ dạ. Các bạn thì đây là toàn bộ nội dung cái video mình thăm trúng thưởng và mình phát quà cho những khách hàng trúng trong ba cái giải của chương trình tri ân khách hàng trong dịp Tết ha. Trong năm sau thì mình cũng sẽ có nhiều cái chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Hóa đơn là trên bao nhiêu đó tiền thì mình sẽ tặng những cái voucher rửa xe, những cái voucher phi công lắp đặt. Mình chắc mình sẽ tổ chức hàng tháng, nó sẽ có một cái kỳ bốc thăm giống vậy. Cái giá trị giải thưởng nó sẽ thấp xuống một chút nhưng mà mỗi tháng đều sẽ có. Đó là cái dự kiến về kế hoạch ở trong năm mới. Ok, thì trước khi kết thúc video thì mình cũng sẽ cảm ơn tất cả các khách hàng của Xem Shop đã ủng hộ shop và tin tưởng shop trong một năm vừa qua. Thay mặt shop chúc cho các khách hàng của mình thật là nhiều may mắn, thật là nhiều sức khỏe và có nhiều cái thành công trong công việc ha. Ok, bây giờ mình xin kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.